hôm nay mình sẽ sống trong hang giống như người nguyên thủy ngày xưa. Mà các bạn có biết người nguyên thủy ngày xưa sống như thế nào không? Bình luận nếu như các bạn biết nha. Còn bây giờ thì let's go. Mình vừa tìm được một cái hang nè các bạn ơi. Nhìn cũng khá là ok đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chặt cây để tí nữa chế tạo đồ đi săn tìm thức ăn. May quá tìm được than rồi, tí nữa có thể nấu đồ ăn đó. Trời ơi có sắt nữa nè, hên ghê. Nãy giờ để nung sắt lâu quá. Nung sắt xong rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo đồ để đi săn nha. Tiếp theo là mình làm được một con dao làm đồ ăn nè. Bây giờ đi săn thôi, đằng đây có một con cu. Ai cha, bạc, bạc. Đây là cái hộp bằng đá mà mình vừa chế tạo xong. Nó sẽ có tác dụng là giữ thức ăn không bị hư nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn ba cái móc lên này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ con heo lên đây. Tiếp theo là một con bò. Thêm một con bò nữa. Nhiêu đây thịt mình ăn đủ cả tháng. Ai cha, trời, Ripper, trời đâu. Bây giờ mình sẽ làm cái chỗ để nướng nha. Bỏ một cái cây vào đây. Cây này cho để nướng nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng thịt nè. Trời ơi, nướng một hồi nó đang xì lì luôn rồi, xong mà ăn. Tiếp theo là mình nướng thịt heo. Đây, đang nướng thịt heo nè.